Ecuador tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong nhà tù sau khi 116 người thiệt mạng và ít nhất 5 người bị chặt đầu trong bạo loạn. Tổng thống Ecuador đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống nhà tù sau khi cuộc chiến giữa các thành viên băng đảng trong một trại giam ven biển khiến cho ít nhất 116 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong vụ đẫm máu trong tù tồi tệ nhất của nước này. Các quan chức cho biết ít nhất 5 trong số những người thiệt mạng được tìm thấy đã bị chặt đầu. Hàng chục cảnh sát và xe quân sự cũng như xe cứu thương đã tiến vào nhà tù hôm thứ Năm và nhiều máy bay trực thăng đã được điều động để quan sát khu vực. Đại tá Tanya Varela, chỉ huy cảnh sát quốc gia cho biết có thể là có nhiều thi thể hoặc là những người bị thương nặng trong nhà tù. Tổng thống Guillermo Lasso đã ra xác lệnh tình trạng khẩn cấp hôm thứ Tư. Điều này sẽ trao cho chính phủ quyền hạn bao gồm việc triển khai cảnh sát và binh lính bên trong các nhà tù. Lệnh này được đưa ra một ngày sau khi đổ máu tại nhà tù Littoral ở Guayaquil và các quan chức đã đổ lỗi cho các băng nhóm có liên hệ với các băng đảng ma túy quốc tế đang tranh giành quyền kiểm soát cơ sở này. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể trong các gian chính và 10 của nhà tù và những khung cảnh giống như là bãi chiến trường. Các quan chức cho biết cuộc giao tranh diễn ra bằng súng, dao và bom. Bên ngoài nhà xác của nhà tù, thân nhân của các tù nhân đã khóc. Một số người mô tả cho các phóng viên về sự tàn ác mà người thân của họ bị chặt đầu và phân xác. Đại tá Mario Pazmino, cựu giám đốc của tình báo quân đội Ecuador, nhận định cuộc giao tranh đẫm máu cho thấy tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã xâm nhập vào cấu trúc các nhà tù ở Ecuador. Và đồng thời ông nhấn mạnh các băng đảng của Mexico hoạt động thông qua các băng nhóm địa phương. Luis Hernandez, một nhà phân tích về các vấn đề chính trị và quân sự, từng là một tướng lĩnh trong quân đội Ecuador, cho biết các thành viên băng đảng bị cầm tù, mở rộng quyền kiểm soát của họ từ nhà tù đến đường phố, quản lý các khoản nợ, giao hàng và các khía cạnh khác của hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Theo Hernandez, Ecuador là trung điểm chuyển chính của các tổ chức buôn bán ma túy do có cơ sở hạ tầng đường xá tốt và 3 cảng hàng hải quốc tế và 2 sân bay quốc tế. Vào tháng 7, Tổng thống đã ban hành một tình trạng khẩn cấp khác trong hệ thống nhà tù của Ecuador sau một số vụ bạo lực khiến hơn 100 tù nhân bị giết. Những cái chết đó xảy ra ở nhiều nhà tù khác nhau chứ không phải ở một cơ sở nào như vụ thảm sát hôm thứ Ba.